Nếu các bạn có nhu cầu mua nick, lên ngay shop.tng.vn. Hiện tại đang có khuyến mại giảm 60% giá trị nick, có cả nick đá quý giá cực hạt rẻ. Gặp sự cố sẽ liền bù lại 100% giá trị. Xin chào tất cả anh em. Rank mùa 12 sẽ được reset vào ngày 17 tháng 1 năm 2020. Chúng ta còn một khoảng thời gian rất dài để có thể đeo rank. Và giống như các phiên bản trước, sau khi cập nhật xong vô tận hỏa lực, có hẳn hai bản cập nhật bổ sung liên tục vượt qua. Nhiều bạn luôn đặt ra câu hỏi cho S muốn gửi đến cho anh em, đó chính là nhiều vị tướng ngon mà hạt rẻ giúp đeo rank cuối mùa để có thể cày rank cao thủ cho bằng bạn bằng bè. Nhưng sau khi cập nhật, chắc anh em có nhiều sự cảm nhận khi meta thay đổi. Khi giao tranh nhiều hơn, các vị tướng xạ thủ đích game được tận dụng nhiều, và kèm theo đó là các con bài đánh mạnh đầu game được ưa chuộng. Vậy thì với mức giá vàng 13k mà anh em chỉ cần cày cũng thôi là đủ rồi, thì nên mua vị tướng gì? Quét tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Thứ nhất là Moren. Moren là vị tướng mạnh ở phiên bản gần đây, và dù có bị giảm sức mạnh ở bản cập nhật bổ sung thì hiện tại Moren vẫn là con bài late game cánh team mạnh nhất. Nhưng vấn đề là đầu game Moren không có được sức mạnh tối đa, dẫn đến team khá khó cho tranh. Hơn thế, trước và cho tranh, nếu Moren không có sớm đủ 8 tách của chiêu 1 thì khá ưu thế. Mặc dù chiêu 2 của Moren và chiêu cuối có khống chế, nhưng anh em muốn cầm Moren để gánh mọi team thì cần tập luyện kha khá cách cấu rỉa máu từ chiêu 1 và đòn đánh tay của Moren nhé. Mặc dù vị tướng này không quá khó chơi, nhưng để chơi hay thì không phải đơn giản. Với giá là 13k ư, đây là vị tướng xạ thủ quá hời cho anh em, đem đôi hiệu quả và tầm ảnh hưởng của Moren so với lượng vàng các bạn bỏ ra là quá lời nha anh em. Lưu ý khi chơi, ta dùng phù hiệu chuyển sinh, nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất. Phép bổ trợ ta sử dụng đó chính là tốc hành hoặc là tốc biến nha. Em vẫn ưu tiên sử dụng tốc hành hơn, khi anh em có thể kết hợp chiêu 1 và tốc hành sẽ có thể tạo ra pha cấu đỉa và lạng lách hiệu quả nhé. Moren nên ưu tiên farm để có vàng mua trang bị. Cần nhớ là ta là chất tướng late game, farm mới có thể bắn và gánh đội nhé. Trước giao tranh hoặc là cho tranh, các bạn hãy luôn cố gắng tích được 7-8 stack từ quái lính và kể cả rồng. Khi đó các bạn sẽ trâu bò hơn. Nhưng nếu chưa tích đủ thì cứ cấu rỉa và tích tụ dần, đừng quá hổ báo nhé. Sử dụng combo chiêu cuối kèm chiêu 2 đẩy lùi khiến thức định vị khống chế, giúp bạn có thể ăn kèo đơn giản hơn. Moren khi đầy đủ trang bị bắn rất thấm nha anh em, đặc biệt là với các pha chiêu 1 chí mạng khủng. Dù bị giảm đi kha khá sát thương ở chiêu 1, nhưng như vậy là chưa đủ để Moren bớt hot. Khi mà ở rank Việt, đa số anh em rất thích chơi nhây và thường bị kéo về late game, trừ khi gặp team lan cột tuyết quá nhanh khiến team bạn không lớn được mà thôi. Tận dụng pha reset từ chiêu 1 và điểm nội tại để tạo ra lượng sát thương khủng, và tận dụng sự cơ động hit and run hiệu quả từ vị tướng Moren nhé. Đây là vị tướng mà late game có tỷ lệ thắng và tỷ lệ lật kèo cực cao, các bạn hãy pick và sử dụng Moren đi nào. Thứ hai là Krynak. Nói về tướng đi rừng ở phiên bản hiện tại thì rất nhiều anh em ạ, đa dạng từ xạ thủ, đấu sĩ, sát thủ cho đến cả pháp sư, giá thấp và cao đều có cả. Nhưng em nghĩ rằng Krynak là một trong con bài cực kỳ thuyết phục ở trong vai trò này. Krynak có tất cả các lợi thế từ khả năng soi thương, di chuyển nhanh, cơ động và có thể gây áp lực ở tất cả các đường. Đặc biệt rất phù hợp với vai trò bắt lẻ và hạn chế tầm hoạt động của vị tướng chủ lực đối phương như là xạ thủ hoặc là pháp sư nhé. Đừng quên rằng nếu bạn ghét mấy vị tướng nhà Vedet hay là Roker thì Krynak là sự chọn tối ưu, sốc chết mấy vị tướng này ngay nhé anh em. Nếu Krynak giờ tay các thanh niên thành thạo, di chuyển tốt, giúp vào team bạn có rất là nhiều lợi thế đầu và giữa game. Mặc dù cuối game Krynak là con tướng đổi mạng, nhưng mạng sát thủ cuối game để đổi lấy xạ thủ thì quá có lời anh em ạ. Vì thời điểm đó việc gánh đội chuyển sang tay vị tướng xạ thủ hoặc là pháp sư rồi. Lưu ý khi chơi, ta sử dụng phù hiệu chuyển sinh, nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất nhé. Ưu tiên sử dụng các đòn đánh thường sau khi các bạn tung chiêu. Chiêu 1, chiêu 2 và chiêu cuối tung xong là kèm đòn đánh thường nhanh anh em ơi, để thể tận dụng nội tại tối đa gây thêm sát thương. Đó là điều tối cần thiết cho anh em. Về chất tướng như là farm lính nhanh, ăn mục tiêu tốt, anh em lên sớm cấp độ 4 và gank khắp bản đồ nhé. Lượng sát thương đầu game Krynak cực tốt. Đây là con bài ăn mạng đầu game hàng đầu liên quân nhé, ít vị tướng nào sánh bằng. Sử dụng chiêu cuối liên tục để thể di chuyển các đường để farm và gank nhé, đừng có tiếc cầm gì cả. Giai đoạn đầu và giữa game là thời điểm vàng của Krynak, nhớ phát huy và gank thật nhiều, lấy tiền đè người và end game sớm. Và nhớ một điều, Krynak cũng giống như Nakroth thôi, rất cần bùa xanh nhá, không nhường cho đồng đội được đâu. Krynak một combo đúng ở một mạng, nhưng cần phải check trang bị tướng địch ra sao, chờ quá hổ báo hoặc là xanh quá ảo tưởng sức mạnh nhá. Đây là vị tướng ăn được nhiều kèo, kể cả đó là Nakroth đều không ngắn, hay là các vị tướng solo đường khó chịu đều không làm khó được vị tướng này. Theo F nhớ không nhầm thì từ khi ra mắt tới hiện tại, sức mạnh của Krynak đang và vẫn luôn được hiệu chỉnh liên tục bởi cái lượng sát thương quá sốc và mạnh nhá. Đặc biệt là cơ chế phần trăm máu ở chiêu 1 luôn luôn bị giảm. Mạnh lại rẻ, không khó chơi, tội gì không chơi đâu nào anh em. Tìm làm gì các vị tướng xạ thủ hay là sát thủ đi rừng, Krynak là sự chọn hàng đầu. Thứ ba là Arthur.
Arthur rất trâu bò và băng xáo tranh mạnh, có tỷ lệ thắng ở đấu rank rất cao. Việc Arthur mạnh lên ở phim hiện tại rất được lòng nhiều anh em. Vì đeo vị tướng quốc dân gần như ai đều có nhá. Và là vị tướng dễ chơi nên Arthur xuất hiện nhiều. Sau hai lần cập nhật bổ sung, mặc dù đã bị giảm sức mạnh nhưng Arthur vẫn luôn còn khó chịu, đặc biệt là từ chiêu 1 nhé. Chiêu 1, chiêu 2 vừa có sát thương lại có giáp, còn hồi phục mạnh ở chiêu 2 cơ. Chưa kể chiêu cuối, đóng một cái xạ thủ hay là chủ được địch, xác định khỏi bán cho tranh. Độ khó chịu của Arthur không phải ở lượng sát thương sốc, mà là ở khả năng khép góc và quá nhây lì. Nếu anh em lên lối trang bị khống chế và chống chịu thì Arthur càng bá đạo hơn nhá. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng phù hiệu ma tính, nâng max chiêu 1 và cài máu thấp nhất, phép bổ trợ thông hành nhá. Arthur không có các chiêu thức định hướng nào quá nhiều nên rất là dễ chơi. Khi có đủ đồ thì rất mạnh cho tranh và khó bị sốc sát thương. Khi chơi chiêu cuối, anh em cứ sử dụng combo là chiêu 1 và chiêu 2 để có thể cấu rỉa và trao đổi thức dọn lính quái nhanh gọn. Combo của Arthur anh em thường sử dụng đó chính là kích hoạt chiêu 1 sau đánh thường để kích hoạt cái nội tại là gây lượng sát thương bằng 100 máu nhá, khi các bạn tung chiêu hoặc đánh thường lên. Và sau đó áp sát tướng địch, nhanh tay kích hoạt chiêu 2, cấu rỉa và đánh thường. Và khi các bạn căn lùi sát thương, sử dụng chiêu cuối dứt điểm tướng địch hoặc là khống chế nhé. Arthur có thể mở tranh rất tốt vì khả năng cứng cáp và gây khống chế của mình. Nhưng nhiệm vụ của bạn không phải để chống chịu như bị tướng châu bò mở tranh. Cứ nhắm thẳng hướng chủ địch mà thẳng tiến như là xạ thủ hoặc là pháp sư để khiến bọn chúng không được chơi nhé. Arthur vẫn còn rất mạnh, chơi tốt, đặc biệt là cho anh em nào mới chơi. Và 13k là một cái giá cực kỳ hợp lý cho anh em nào muốn mệnh tướng không khó chơi mà đeo được mọi bậc rank nha anh em ơi, kể cả cao thủ nhiều hay ít sao đều có thể chơi được. Thứ tư, Ignis. Tướng mid 13k hiện tại có khá nhiều lựa chọn cho anh em, ví dụ như Natalia, điêu thuyền. Nhưng Ed nghĩ rằng một con bài phù hợp nhất, toàn diện nhất và đánh tốt ở mọi bậc rank thì chắc chắn là Ignis rồi. Ignis sử dụng khả năng dồn thương hay là cấu rỉa đều ok, khả năng tăng tốc độ chạy, đặc biệt là có ích cho việc trích bụi khi anh em đi đánh đơn. Và việc khả năng làm choáng liên tục hay là búp giáp các kiểu, nói chung là rất là đa dạng anh em ạ. Chưa kể chiêu cuối Ignis nếu có thể tận dụng tốt nội tại là có ngay lượng sát thương chuẩn rất lớn rồi. Vậy nên rất hợp để có thể khắc chế lại các vị tướng đấu sĩ hạ tanker đang làm mưa làm gió như là Vedet, Arthur, Roker, Badum, vân vân. Lưu ý khi chơi, ta sử dụng phù hiệu thánh thuấn, nâng max chiêu 1 và cài máu thấp nhất nhé. Phép bổ trợ ưu tiên là tốc hành, sau đó mới đến tốc biến thôi. Với chiêu 1 có thể spam can lính rất sớm ngay ở cấp độ 1, Ignis farm rất nhanh và có thể can thiệp ra danh sớm cùng team nhé. Anh em chơi Ignis thì nên có thể sử dụng chiêu 1 để có thể chất bụi, để mà chúng ta có thể xem địch ở trong bụi cỏ nha. Vì tung trúng chiêu 1 mở cái nội tại trên đầu của địch để có thể kích hoạt nội tại ở cái lửa trên đầu đó anh em. Nên khi combo con này anh em phải chú ý tung chiêu 1 trước. Trường hợp chúng chiêu 1 và kích hoạt nội tại nhé. Muốn tạo giáp thì anh em sử dụng chiêu 1, muốn choáng thì sử dụng chiêu 2, muốn gây lên sát thương chuẩn thì sử dụng chiêu 3. Và sau đó cứ có chiêu thức nào thì quăng hết ra nha anh em. Đừng quên rằng cái nội tại của Ignis còn giúp cho bạn có khả năng hồi phục và tăng sự cơ động, không nên bỏ qua. Trường hợp nếu bạn không tung trúng chiêu 1 thì phải đợi chiêu 1 hồi, hoặc là không thì quăng hết tất cả thức đi anh em ạ. Tùy tình huống mà ta sử dụng chứ không thể là áp đặt quá nhiều. Tóm lại, chiêu 1 trúng, sau đó các bạn cứ tung chiêu và làm gì làm tùy theo từng hoàn cảnh và mục đích của bạn muốn sử dụng nhé. Nhưng chơi Ignis đòi hỏi anh em di chuyển gank liên tục, nên gank cùng rừng và trợ thủ để có thể can thiệp và gây sức ép ở các vị trí. Với bộ combo nhiều sát thương và có khống chế, Ignis thủ lính, quét lính rất mạnh. Lợi thế nhất của Ignis đó chính là gì? Đó là lối chơi vừa đánh vừa lùi. Vậy nên nếu team địch có Ignis mà bạn đuổi theo, nhớ hết sức cẩn thận nhé. Thứ năm là Badum. Khi nói tới vị trí trợ thủ với 13k thì vô vàn sự chọn anh em ơi. Nhưng khi nói về khả năng đa dụng và sự chủ động thì Badum là sự chọn hàng đầu của S. Một trợ thủ có thể bảo kê, có thể mở tranh, có thể khép góc các tranh tối ưu nhé. Can thiệp tốt vào các pha tranh chấp mục tiêu lớn như rồng hòa tà thần với chiếc cuối. Chưa kể với khả năng trâu bò và khống chế, chẳng thiếu gì đâu anh em. Khiến S không thể không lựa chọn Badum để có thể gợi ý cho anh em. Với S, Badum là con tướng chơi tốt ở đầu hay là cuối game đều ok. Bộ ý thức đảm bảo cho Badum đủ sức chơi mọi kèo. Chưa kể Badum có thể chơi được ở mọi cái tình huống của trận đấu, dù team bạn ở thế thúc kèo, hoặc nếu team bạn thắng thế trận thì càng khủng khiếp hơn. Và quan trọng hơn, Badum gần như có thể đi tốt với tất cả mọi tướng xạ thủ, nên anh em có thể bảo kê và chăm sóc rất là tốt. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng phù hiệu chuyển sinh, nếu anh em nào không quen có thể sử dụng trói buộc nhé. Nâng max chiêu 1 và ta nên cần dùng phép bổ trợ tốc biến, tối quan trọng cho Badum bắt tướng địch với các pha chiêu 1 tốc biến. Badum đầu game rất khó chịu với chiêu 1,
nhớ check tầm nhìn đường mid và báo cho đồng đội hướng ăn bùa của tướng địch đi rừng bên phía đối phương. Đi gank liên tục cùng người đi rừng và đừng quên chăm sóc xạ thủ đội nhà nhé. Trong tranh, Badum đóng góp vai trò rất quan trọng, có thể mở tranh với chiếc côi úp đất vào các vị tướng chủ lực bên địch và dùng chiêu một hất về đội nhà. Đặc biệt là với con bài đi lẻ nhé, hay đơn giản hơn là dùng chiêu một và chiếc cuối để bảo kê chủ lực. Badum S thường dùng để khắc chế lại các vị tướng khó chịu, kể cả đó là Roker, bật chiếc cuối là trôn luôn nha. Trên đây là 5 cái tên đáng giá và nên luyện tập nhất. Theo ý kiến riêng của S, anh em nên chơi để đeo đanh tại cuối mùa 12 này nhé. Và đừng quên like và share ủng hộ S nha. Nếu anh em có yêu cầu và muốn S thực hiện, hãy comment dưới video này. Xin chào và lại anh em ở trong video lần sau. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên, các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.